Cả nhà ơi, chiều nay gia đình mình không có ăn cơm, gia đình mình ăn hủ tiếu nè cả nhà. Xin mời cả nhà mình ăn hủ tiếu chung với gia đình mình nha. Bữa nay mình ăn hủ tiếu Nam Giang nè cả nhà. Hủ tiếu Nam Giang mua ở chỗ Nhân Quán nè cả nhà. Có cả nhà Nhân Quán là ở chỗ nào? Cả nhà ơi, mình mua ở Cần Thơ đó cả nhà. À, chỗ đường Mậu Thân á cả nhà. Cho đầy đủ luôn nè cả nhà. Chanh ớt đầy đủ. Nước chấm đầy đủ. Đổ ra đi sao? Này là rau nè cả nhà. Ta cho rau nhìn ngon hết cả nhà. Tôi gói nước mắt hết sức hết cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nhỏ của mình nha. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ ăn lành nha. Mình đi Cần Thơ ngay chỗ đường Mậu Thân có cái quán hủ tiếu đó cả nhà. Bữa nay mở lại đó cả nhà, chứ ngay mùa dịch là không có mở lại đó cả nhà. Nghỉ lâu lắm luôn. Giờ bán lại rồi cả nhà ơi. Chỗ Nhân Quán á. Xin mời cả nhà ăn hủ tiếu Nam Giang nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Chúc cả nhà vui vẻ ăn lành. Chào tạm biệt cả nhà. Phải ăn con cơm không? Mì nó ở ngoài ngắt luôn. Phẩm tăng mạnh, giá về giống có xu hướng giảm. Hiện nay được giống là 100.000 đồng một ký, về cái có giảm nhưng người có tặng thậm chí. Xin mời cả nhà mình ăn tráng miệng món sâm bỏ lượng nè cả nhà ơi. Sâm bỏ lượng này cũng mua ở trên Cần Thơ đó cả nhà. Đường gì quên em hả? Ngô Quyền. Đường Ngô Quyền đó cả nhà. Này là các bạn sinh viên biết ha. Này là nổi tiếng luôn á, bán mấy chục năm luôn. Ngon lắm cả nhà, sâm bổ lượng nè cả nhà. Cái chị đó bán lâu lắm rồi đó cả nhà. Bữa nay được ăn này mừng quá cả nhà. Tại vì người ta nghỉ dịch cũng lâu đó cả nhà. Mà chị này chỉ bán hồi nào mình không biết ha. Bán lại á. Chứ còn Nhân Quán thì chỉ mới bán đây thôi à. Mới mở cửa lại. Rồi, cảm ơn cả nhà, chào cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ ăn lành nha. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video sau. Lưới bắt cá khoai có giá dài từ 4,5 triệu trở lên. Một số người dân có điều kiện thì trang bị bên kéo, tức là một dạng cần cọc máy để kéo lưới thay cho sức người. Nếu không có thì phải cần đến 2 người. Bà con sử dụng phương tiện dọ lãi đánh lưới thu sơ nên những lúc trời chuyển mưa, dòng gió làm mở các tốc lực để vào bờ. Mỗi ký cá đánh bắt vào bờ bán với giá từ 60 đến 80 ngàn đồng, lúc hút hàng có thể lên đến 80-90 ngàn đồng. Theo người dân, nghề này cũng đóng góp lên, có khi là